Các mâm có ngày dự sinh đầu tháng 11 đã chuẩn bị tới đâu rồi. Sắp sinh rồi nên là Hoa cũng tranh thủ đợi ngày nắng ráo giặt vũ đồ đạc thơm tho cho con. Nhanh quá các mâm ạ. À. Mới ngày nào cấn bầu ngén lên ngén xuống mà nay chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi là nhà Hoa lại có thêm thành viên mới rồi. Hôm nay thì vợ chồng Hoa cũng dành thời gian để cùng nhau sắp xếp dọn đồ đi sinh luôn. Bây giờ còn khỏe soạn đồ sẵn đợi có dấu sinh là chỉ cần xách vali lên và đi thôi. Học theo các mẹ ở trên top top hoa bỏ đồ đi sinh và vali vừa để được nhiều đồ mà lại còn gọn gàng nữa. Ngoài quần áo và đồ dùng cho em Mia thì hoa cũng mua sẵn một hộp sữa Meiji màu vàng để mang theo. Phòng trường hợp khi mà mình sinh xong sữa không về kịp thì mình có cái để pha cho con uống. Sữa Meiji Iziki của Nhật này chắc là các mẹ đang nuôi con nhỏ không còn xa lạ gì đúng không nè. Sữa này thì nó thơm và có vị nhạt giống sữa mẹ nên là phù hợp cho con ăn khi sữa chưa về chứ mới sinh ra mà cho con uống sữa ngọt quá là sau này con sẽ bỏ sữa mẹ ngay dùng tới đâu thì mình xé ra tới đó giữ cho sữa luôn mới còn như thì mọi người cứ gấp cái miệng lại xong rồi lấy cái kẹp kẹp vô là xong chứ không như sữa dạng long mở ra một thời gian mà mình uống không kịp là nó bị vón cục phải đổ đi phí lắm mặc dù lần này hoa là tập 3 rồi nhưng mà cảm giác vẫn hồi hộp như tập một mọi người ạ hôm nào có ngày giữ sinh ngày 6 tháng 11 cùng với hoa thì vào động viên hoa một cái để ủng hộ tinh thần cho hoa với nha bây giờ thì hoa đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần và về vật chất rồi giờ thì chỉ cần chờ một cơn đau đẻ và sách vali lên rồi đi thôi